Tín đồ dòng ghen đâu rồi? Đây, em vừa cập bến cho các bác đây là dòng iPad Gen 5. Đặc biệt luôn. Đây nhá, trong lô anh vừa lôi ra. Đây, các bác có thể thấy đây, em chỉ lấy một phần ra thôi, một phần nhỏ thôi. Đấy, các bác có thể thấy đây nhá. Đúng cây màu đen đây này. Toàn màu trắng, toàn màu sáng cho anh em luôn. Màu phải nói là cực kỳ sáng anh em nhá. Hàng cực kỳ keng và đẹp. Đây, cho anh em xem qua cái chân sạc này. Nét luôn, trắng luôn đấy, trắng đét. Đây là toàn bộ là bản 4G hết các bác nhé. Đấy, 4G hết, hàng keng keng nét luôn các bác nhé, và nó hàng cực kỳ keng. Đấy, em cho các bác xem kỹ một chút đấy, xem giữ lâu của các giữ lâu cho bác xem. Tổng bộ đều là hàng keng chặt các bác nhé. Đấy, toàn keng chặt luôn. Đấy, mà bán giá này đã thấy. Đây, bọn này đang là F14. Nếu mà F14 cái thì mấy cái phần iOS thì nó random thôi các bác nhé. Nó chỉ là random thôi, màn 9.7 inch. Cam sau. Đấy, chỉ test một số chức năng cơ bản cho các bác xem thôi nhé. Đấy, hàng về đều thì được báo test sẵn rồi. Đấy, test sẵn rồi tôi mới gửi tay người dùng. Đấy, cho bác yên tâm. Đấy. Cam sau nét nhé các bác nhé. Đến loa, qua thì vẫn trang bị hai củ loa thôi các bạn ạ. Phần tai. Về mặt hàng này thì bên em để các bác giá thân thương luôn. Anh em mà có nhu cầu về mặt phẩm này thì ngay cho phần mô tả trang cá nhân. Đấy. Về album ảnh thì ở đây video quy trình của em test máy đây các bác nhé. Đấy, đều có video test máy sẵn rồi, anh em cứ yên tâm. Đều có quy trình test máy sẵn rồi nên là chúng ta anh em cứ yên tâm nhé. Và đây là phần bao u. Đấy, bao u con này dày hiển thị bao u của nó có thể nó là full xanh. Đấy, normal từ pin, camera, cam trước, cam sau, file, đấy tất cả đấy, đều hiển thị full xanh. Đấy, đây em check bao u sẵn và chụp cho phần album ảnh. Đấy, anh em muốn check lại có thể tải phần mềm bao u về và check. Đấy, đây và nó hiển thị đây là normal full xanh các bác nhé, không hề thay thế sử dụng linh kiện gì. Con này pin 96. Đấy, về trong cái lô này thì em bao cho pin cao, pin 9x đủ lên rồi các bác nhé. Đấy, đèn rất là cao luôn, màn hình cực kỳ đẹp và trắng. Cực kỳ đẹp và trắng các bác nhé. Đấy, anh em có nhu cầu về dòng iPad Gen 5 ấy thì em về số lượng cực kỳ nhiều đây. Đấy, anh em có nhu cầu đi ngay cho phần mô tả trang cá nhân nhé các em nhé. Gen 5 4G. Đấy, mã đẹp keng keng xà beng luôn. Đấy, anh em liên ngay trên phần mô tả trang cá nhân nhé.